Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020 nhấn mạnh: Hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020 là sự kiện quan trọng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, giới thiệu toàn cảnh bức tranh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trong 5 năm 2015-2020. Tại lễ khai mạc, các đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội chợ triển lãm. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tiến hành nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020. Sau lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã đến tham quan các gian trưng bày, gian hàng của hội chợ triển lãm. Với quy mô 250 gian hàng, trong đó có 160 gian hàng của các sở ban ngành cấp tỉnh, 27 huyện thị thành phố, các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, các làng nghề, doanh nghiệp, đơn vị kinh tế tiêu biểu trong tỉnh, các doanh nghiệp tỉnh bạn và 90 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Hội chợ là dịp để giới thiệu toàn cảnh bức tranh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật, an ninh quốc phòng, thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời giới thiệu quảng bá các sản phẩm OCOP và các sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của các địa phương, các doanh nghiệp trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Trong khuôn khổ hội chợ triển lãm cũng diễn ra các hoạt động giao thương, hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch, mở rộng giao lưu liên kết, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ cùng phát triển giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020 sẽ diễn ra đến ngày 29 tháng 10 năm 2020 tại Trung tâm Truyền hình Triển lãm Hội chợ Quảng cáo Thanh Hóa, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.